của mọi người là gì? Các bạn mong muốn đạt được điều gì nhất? Mình tin rằng ai trong chúng ta cũng có một câu trả lời nhất định cho câu hỏi này. Còn với một học sinh cuối cấp như mình, khát khao của mình là mái trường đại học. Mình luôn mong có thể đạt được ước mơ của bản thân, nhưng chắc chắn tương lai là không thể đoán trước. Chỉ biết rằng hiện tại được đặt chân tới nơi mình luôn mơ về là đã thấy hạnh phúc. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ dẫn mọi người đi một vòng nơi mình gửi gắm bao khát vọng của tuổi 17. Hãy cùng mình bắt đầu ngay bây giờ để biết thêm về ngôi trường mà mình ấp ủ vô vàn tình cảm nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của mình. Như mọi người đã có thể thấy ở phần đầu và phần tiêu đề của video thì vlog lần này sẽ là một vlog về ngôi trường đại học mà mình vô cùng yêu thích, đó chính là trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vào ngày 11 tháng 5 vừa qua thì mình có tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tại trường. Và cũng nhờ có cơ hội này mà mình đã có thể đến tham quan cũng như là khám phá khuôn viên của trường. Trước hôm thi chính thức thì mình có xuống Hà Nội trước và nhờ chị đưa ra điểm thi để xem trước cho đỡ lạ lẫm. Nhưng chiều hôm đó thì mình nghe nói là các anh chị ở trường cũng đang phải thi cuối kỳ, vậy nên chúng mình chưa lên được phòng thi để xem mà chỉ có thể đứng ở dưới tòa nhà thôi. Lúc này là mình đang đến để xem sơ đồ phòng thi. Mình không ngờ là ở trong khuôn viên trường cũng có cả chùa nữa mọi người ạ. Mình và các chị cũng muốn vào thăm nhưng không đáp ứng được yêu cầu về trang phục nên chúng mình phải đi ra. Sau đó thì chúng mình đã đi dạo quanh khuôn viên của trường để chụp ảnh. Không biết là mọi người đọc tên viết tắt của trường là gì nhỉ? Còn mình thì hay đọc là Hờ Nuê. Khi mình ra khu vực cổng trước này thì đang có rất là nhiều bạn thí sinh cũng đang chụp ảnh ở đây. Và đương nhiên rồi, mình không phải là một ngoại lệ. Nếu như các bạn không biết thì mình là một con người rất là thích chụp photobooth. Thế nhưng ở chỗ mình lại không có. Vậy nên mình đã vô cùng vui khi biết được ở trong Hờ Nuê cũng có. Thế nên là làm sao mà mình có thể bỏ qua được cơ hội này phải không? Đây cũng chính là lần đầu tiên mình được chụp photobooth. Vậy nên mình đang rất là háo hức và mình đang thử tất cả mọi thứ. Chưa được chụp ở các chỗ khác nên mình không biết đánh giá như thế nào. Nhưng vì là lần đầu tiên được chụp nên mình đánh giá mọi thứ đều 10 điểm. Hai mọi người, mình đang ở photobooth ở trong công viên trường Đại học Sư phạm. Đi cùng mình xuống dưới này thì còn có cả em gái mình nữa. Em gái mình cũng là một người rất là thích chụp ảnh. Vậy nên là đương nhiên hai chị em mình vô cùng thích cái photobooth này. Chúng mình đã có một trải nghiệm vô cùng vui ở đây. Và những tấm ảnh mà chúng mình tạo ra cũng rất là đẹp. Đối với chúng mình là như thế. Người ơi đáng yêu vãi nhìn nè. Sau khi chụp xong thì chúng mình đi ra ngoài để chuẩn bị đi về. Lúc chúng mình ra là đang hoàng hôn nên là nắng đẹp lắm luôn. Mình đã lấy điện thoại ra thật nhanh và có thể quay lại đoạn nắng rất là đẹp như thế này. Mặt trời xuyên qua kẽ lá. Ê, đang ở trong Hờ Nuê thì gặp UEB. Wow, này là toàn chất lượng cao của UEB à? Đi được một vòng thì chúng mình đã về để chuẩn bị cho kỳ thi ngày hôm sau. Nói thật thì hôm đấy mình đã rất là vui nhưng mà đến hôm thi thì tâm trạng mình lại vô cùng lo lắng. Mình thi tổ hợp hai môn văn và tiếng Anh. Sáng hôm ấy mình thi văn lúc 9 giờ 15 phút và chị mình đã đưa mình đi thi. Mình đã rất bất ngờ bởi vì dù là mình biết có 11.000 thí sinh thi lận nhưng mình không nghĩ là ở sân trường nó lại đông vô cùng như thế này. Chị mình nói với mình rằng là nhìn nó còn đông hơn là hồi mà chị mình thi đại học nữa ấy. Sau 90 phút làm bài ngồi trên phòng thi thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành môn thi đầu tiên. Sau khi thi xong thì mình di chuyển lại xuống phía dưới sân trường để gặp lại chị để đi về. Lúc này còn đông hơn cả hồi sáng nữa bởi vì có rất là nhiều phụ huynh đến đón con đi về. Chị mình lai mình về nhà để nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi thi tiếng Anh. Ca chiều mình thi bắt đầu vào lúc 4 giờ 15 lận nên là mình đã tranh thủ buổi trưa hôm đó để ôn lại bài. Tuy nhiên thì tất nhiên rồi, không trúng trong đề một cái nào cả. Chỉ là mình muốn ôn thêm để cảm thấy không vô dụng trước lúc đi thi thôi. Chiều hôm đó mình bắt đầu đi lúc 3 giờ, tức là sớm hơn giờ thi 1 tiếng 15 phút lận. Mình đã dự định là lên đó, nếu mà có thời gian thì sẽ lên phòng thi ngắm nghía trước một chút. Bởi vì lúc sáng là mình đến sau đó xếp hàng và vào phòng thi để thi luôn rồi, nên là mình chưa có thời gian để ngắm phòng gì cả.
Tuy nhiên thì buổi chiều hôm đó lại không được vào phòng thi trước, nên là mình đã ở ngoài để ôn bài như thế này. Cũng có rất là nhiều bạn thí sinh đến sớm như mình và cũng đang đứng ở ngoài hành lang. Sau một tiếng làm bài thì đã 5 giờ 15 rồi và hoàng hôn lại vô cùng đẹp bởi vì ánh nắng chiếu qua lá. Vì cảm thấy trường quá đẹp và mình chưa thể nào khám phá được hết toàn bộ trường, vậy nên sáng hôm sau, tức là sau ngày thi một ngày, mình quyết định book Grab để ra trường và chơi thêm. Dự định của mình cho ngày hôm nay chính là chụp thêm photobooth với bạn. Sau đó thì mình sẽ đi một vòng quanh trường, tới tất cả những ngõ ngách mà mình có thể. Mình ra khỏi nhà từ rất sớm, lúc hơn 7 giờ. Và mình đến Hờ Nuê sau khoảng 15 đến 20 phút. Hôm nay thì mình có hai người bạn đồng hành là Phương Ly và Linh Chi. Mình đã gặp bạn mình sau 15 phút, đứng đợi ở đây. Photobooth bọn mình chuẩn bị chụp, không mở cửa. Hello. Bây giờ bọn mình sẽ đi mua đồ ăn hoặc đồ uống gì đấy, bởi vì mình chưa ăn. Bây giờ chúng mình sẽ vào đây để ăn sáng. Xin một nước. Sau khi ăn sáng xong thì Linh Chi đã phải tạm biệt bọn mình để đi học thử ở UEB. Vậy nên mình và Ly đã đi đến photobooth để chụp ảnh trước. Lúc này thì photobooth mới mở cửa thôi nên là còn rất là vắng. Vậy nên là chúng mình cũng có thời gian thoải mái để thử đồ và quay video hơn. Chúng mình đã chọn lựa rất kỹ càng để đem vào những phụ kiện để chụp cùng. Mình nghĩ là sau hôm nay thì từ lần sau xuống Hà Nội thì lần nào mình cũng sẽ phải đến thăm photobooth. Hai mọi người, bọn mình sẽ chụp tiếp photobooth. Ok, cùng xem chúng mình chụp nhé. Được cái là mình chơi với toàn những người thích chụp ảnh thôi nên là đi đâu chúng mình cũng sẽ có ảnh cùng với nhau. Ảnh chúng mình chụp hôm đấy cũng đáng yêu lắm luôn ý. Cả mình và Phương Ly đứa nào cũng thích nên là chắc chắn lần sau chúng mình sẽ tiếp tục chụp. Sau khi chụp xong ở photobooth thì mình đã nhờ Phương Ly ra ngoài ở sân trường để chụp ảnh với chiếc sư phạm. Chỗ mà Phương Ly đang chụp cho mình cũng chính là chỗ mà mình quay cho mọi người xem ở lúc đầu. Ở Hờ Nuê thì chỗ nào cũng có bằng lăng tím nở rất là rực rỡ. Vậy nên khi đến đây thì đương nhiên là chúng mình sẽ không phải lo là không có ảnh đem về rồi. Khoảng tầm tháng 5 này còn là khoảng thời gian mà bằng lăng nở đẹp nhất nữa. Chụp được một lúc thì chúng mình quyết định đi ra tòa mà hôm trước mình thi. Chúng mình vừa đi vừa thử quay và chụp kiểu 0.5 ấy. Nhưng mà mọi người ạ, không hiểu sao kết quả nó lạ lắm. Ở đây thì cũng có bán nước nữa và chúng mình thì cũng đang khát rồi nên là chúng mình quyết định ra đây để mua thêm nước uống. Chúng mình cũng muốn ngồi lại nhưng mà lại hết chỗ mất rồi nên là chúng mình đã ra ghế ở ngoài sân trường, cái chỗ lúc đầu ấy, để ngồi. Ở đây thì chúng mình chỉ ngắm cảnh chiêu chiêu rồi mình chạy ra quay một mình như thế này thôi. Lúc đó thì Phương Ly mỏi chân rồi và cũng mệt rồi ấy, nên là không có đi cùng mình để quay như thế này nữa. Kiểu lúc mà mình mua được chân máy xong là mình bị đứt dây thần kinh ngại hay sao ấy mọi người. Mình đứng quay trước mặt người ta luôn mà. Thì mọi người, chúng mình đang tìm điểm đến là sân vận động trường đại học sư phạm. Nhưng phải đi theo Google Maps bởi vì không biết đường. Let's go. Được rồi, từ từ đi đấy. Oh, đến sân vận động rồi. Mỗi nhà mọc mỏi. Bằng lăng khắp nơi luôn. Ký túc xá Hờ Nuê. Đẹp quá mọi người ơi. Đúng rồi đấy mọi người ơi, lý do dẫn chúng mình ra sân vận động này chính là hoa bằng lăng. Lúc mà mình và Phương Ly còn ngồi uống nước ở trên ghế ấy, thì chúng mình đang không biết đi đâu. Và đột nhiên thì mình xem ảnh ở trên confession của Hờ Nuê thì mình đã nhận ra là wow, các anh chị chụp ở sân vận động đằng sau có hoa bằng lăng đẹp thế. Vậy thì chúng mình tại sao lại không thử nhỉ? Và ngay lúc đấy thì mình đã rủ Phương Ly đi cùng mình luôn. Thực sự là đến lúc đến đây rồi mình phải thốt ra đến 100 câu cảm thán mất.
mình cảm thấy mọi thứ đều quá là đẹp đi. Và dù chân mình thì sắp rụng ra rồi, thì khi đứng trước sắc tím này thì mình còn quan tâm đến chân đau để làm gì nữa. Mình đã chụp vô số ảnh ở đây và kết quả như thế nào thì mọi người hãy chờ đến cuối video nhé. Nếu như mọi người ở gần đây mà xem được video của mình thì hãy ra Hớ Nuôi ngay và chụp một bộ ảnh để không cảm thấy tiếc nhé. Chụp xong thì cũng là trưa muộn rồi nên là chúng mình dự định sẽ đi uống nước và đi ăn. Lúc đầu là bọn mình tính ra quán cà phê nữa cơ, nhưng mà thực sự là không đủ thời gian nên là chúng mình đã bỏ qua phần đấy. Vậy là sau một buổi sáng vô cùng vui thì chúng mình đã rời Hớ Nuôi rồi. Bây giờ thì hãy cùng mình xem lại những bức ảnh mà mình đã chụp ở chỗ hoa bằng lăng nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận giây phút này của video. Xin chào và hẹn gặp lại.